ok đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi trên kênh của mình và các bạn rất là quan tâm ấy đó là việc các bạn nhận được một cái thông báo bản quyền của youtube nhưng youtube lại nói là cái này nó không ảnh hưởng gì đến kênh của bạn cả à, không ảnh hưởng đến cái việc kiếm tiền hay là cái gì cả thì mình để mình giải thích cho các bạn tại sao là nó có ảnh hưởng và nó có nguy cơ là các bạn sẽ bị đánh gậy bản quyền nhé à, giải thích dễ hiểu để cho các bạn có thể tưởng tượng được các bạn có thể hình dung ra được ok tức là việc các bạn nhận được cái thông báo bản quyền của youtube ấy nó giống như là việc các bạn đi ăn cắp ăn cắp một cái gì đó và các bạn được camera ghi lại và cái camera ghi lại đó thì chủ nhà là cái người chủ bản quyền người ta chưa xem camera và cảnh sát là cái người cũng chưa nhận được cái clip clip mà quay được cái cảnh bạn ăn cắp chỉ có cái camera tức là cái hệ thống content id của youtube ấy nó nhận diện được bạn là đang đi ăn cắp đó thì nó sẽ gửi cho bạn một cái thông báo gọi là content id claim sau khi chủ nhà sẽ xem được cái cái video đó giờ xem được cái video từ camera thì là họ đã biết được là bạn ăn cắp ăn cắp trong nhà của họ nhưng nếu như họ không chọn cách là gửi cho YouTube ấy, thì là bạn sẽ không có bị vấn đề gì cả bạn vẫn dùng cái tài sản đó bình thường nhưng khi chủ nhà mà quyết định là gửi cho cảnh sát tức là gửi cho YouTube cái clip mà bạn ăn cắp đồ của người ta thì YouTube là cảnh sát sẽ đến xử lý bạn và bắt bạn vào tù đơn giản như thế thôi đấy tức là khi mà bạn nhận được một cái thông báo bản quyền nó sẽ có thể xảy ra những cái hành động đó trong tương lai cho nên là các bạn uh, cần phải hạn chế cái đó đừng có sử dụng lại nội dung của người khác dễ hiểu đúng không